dành cho các anh chị đang tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ gầm cao đến từ thương hiệu Honda của Nhật Bản. Hôm nay bên Mai về một chiếc là Honda HR-V 7L cao cấp nhất nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc nhé. Xe này thì chỉ có gia đình sử dụng thôi các anh chị, giá mua mới lăn bánh đâu đó lanh quanh khoảng 800 mấy gần 900. Xe mình màu đỏ khá là đẹp nhé. Biển số Sài Gòn, biển số xe này cũng đẹp nữa. Biển số là 51G98765, biển số dễ nhớ ha. Phiên bản L của mình là đèn full LED hết nha. Phần nước sơn quanh xe thì cũng tương đối các anh chị. Dàn vỏ lớp còn zin theo xe, xe đi được 35.000 km, vỏ như thế này là ok nè. Mâm đã độ lên cho mình là mâm đen có viền đỏ luôn, nhìn rất là hợp với màu xe và rất là thể thao luôn ha. Đăng kiểm đường bộ của mình cũng còn dài tới năm 2023 lận. Phần bên hông xe thì đã có dán phim cho mình rồi nhé. Tay nắm cửa thì mạ chrome, có nút mở cửa một chạm luôn. Cho các anh chị mình kiểm tra phần keo chỉ và ốc cửa giúp Mai nhé. Dòng này thì ở phiên bản thấp hơn bản G của mình thì tay nắm cửa sẽ là cùng màu với thân xe các anh chị nhé. Đây ốc ác keo chỉ nè. Video này thì Mai cũng sẽ cố gắng quay thật là chi tiết cho các anh chị mình ở xa có thể tham khảo và biết được chiếc xe thật sự luôn. Xe bên Mai thì có cam kết cho các anh chị mình là không tai nạn, không ngập nước, không đầy tu động cơ số, bao test hãng nên anh chị mình yên tâm ha. Ở xa mà xem được video ưng xe này thì cứ chốt giá đặt cọc cho Mai đi, Mai giao xe về nhà cho các anh chị mình đi test hãng ha, bao test hãng luôn. Cứ ra ngoài thầy thợ ra hãng test thoải mái, ok, không đâm đụng, không ngập nước mới nhận xe. Thanh toán phần tiền còn lại ký mua bán ký quyền gần nhà các anh chị mình luôn, không cần đi đâu hết nha. Tổng quan đuôi xe thì ok các anh chị, không có vấn đề gì hết nè, Mica đèn trong và đẹp nhé. Có camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ. Nói về Honda thì các anh chị biết rồi, trang bị option thì không có thiếu gì hết, trang bị option rất nhiều, xe thì bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhé. Cốp dòng này rất rộng, 5 chỗ gầm cao, phần nỉ cốp còn mới nè, chứa rất nhiều đồ, những cái phụ kiện của anh chủ cũ á, để lại thì Mai để lại hết cho các anh chị mình nhé. Dưới này là lớp dự phòng, ga gió cũng còn sâu nè, bộ dụng cụ sửa chữa còn đầy đủ nhé. Phần nhựa bên trong xe cũng rất mới. Đánh sơ một vòng keo chỉ cốp và ốc cốp giúp Mai. Đó, keo chỉ ốc ác nguyên zin nha. Dòng này động cơ 1.8, tiêu hao nhiên liệu nó chỉ lanh quanh khoảng tầm 5.4 cho đến 6.7. Các anh chị đi đường Sài Gòn mà kẹt chút xíu nó khoảng tầm 8 lít nha. Ở đây là có thông số nhà máy đàng hoàng, còn các anh chị trải nghiệm thực tế có thể comment chia sẻ cho các anh chị đang tham khảo giúp Mai ha. Rồi nội thất của mình ghế da, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh panorama từ trước ra sau rất đẹp luôn. Dòng này thì bản full nha chị, chiếc này bản full nên là ghế lái của mình chỉnh điện 8 hướng ha. Ở trên này thì mình có những cái thẻ nhắc nhở bảo dưỡng nè, có chế độ icon tiết kiệm nhiên liệu nè, rồi cân bằng điện tử nha. Rồi kiểm tra giúp Mai một vô lăng. Vô lăng là không có bị chày xước hao mòn gì hết nè. Có đàm thoại rảnh tay nè, cruise control nè, cruise control này các anh chị. Rồi lại chuyển số vô lăng nữa ha. Xe này đi được 35.000 km, phần vô lăng nè, cần số, táp lô đều mới hết. Ở đây là mình có cảm biến đèn pha nữa các anh chị nha. Rồi xe này thì anh chủ cũng lên như mình màn hình OLED rồi. Đây là dòng màn hình khá là xịn sò với giá cũng phải tầm 8 đến 9 triệu các anh chị. Rồi có dàn lạnh là hai vùng độc lập, phanh tay điện tử, brake hold đầy đủ cho mình ha. Kiểm tra sơ qua luôn cái cửa sổ trời này các anh chị. Ô cửa sổ trời này đóng mở đều phải giữ các anh chị, không có một chạm ha. Đó, còn hoạt động tốt bình thường nha. Đây, nó nằm phía dưới này, mới một chạm được. Rồi bây giờ ra phía trước mà kiểm tra phần động cơ cho các anh chị mình ha. Máy 1.8, tiêu hao nhiên liệu khá là tiết kiệm. Ồ, cả bộ nóng quá các anh chị. Chắc là anh chị nào quan tâm á thì Mai sẽ gửi. Đây đây đây, được được. 2 3. Ui, cho các anh chị xem nhanh phần máy giúp Mai luôn ha. Đây nóng quá, nãy giờ xem Mai cho nổ máy á. Đây. Máy nổ rất êm các anh chị. Ốc ác là sơn khác đầy đủ ha. Nhắc lại nha, xe bên Mai cam kết với các anh chị là không tai nạn, không ngập nước, không đầy tu động cơ số, bao test hãng nha. Mình có cam kết thì cũng có bảo hành với các anh chị mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ hộp số nên anh chị mình yên tâm nha. Máy nổ nãy giờ hơi nóng anh chị thông cảm. Rồi anh chị nào quan tâm những dòng xe 5 chỗ gầm cao khác như Z5 nè, CR-V nè, hay là một số dòng 7 chỗ 5 chỗ khác thì cứ theo dõi Mai, lướt xuống bên dưới để xem thêm nhiều video xe nữa nhé. Mai có hỗ trợ cho mình trả góp nè, hỗ trợ giao xe về tận nhà nè, hỗ trợ trao đổi và thu mua xe qua sử dụng. Các anh chị quan tâm chi tiết thủ tục mua bán thì liên hệ Mai nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.